Hello, xin chào các chị em. Thu đã nhận được rất là nhiều những câu hỏi của mọi người trong phần inbox, đó là Thu ơi, Saffron chị mua rồi thì để lâu có bị hỏng không? Hay là chị đang uống Saffron rồi thì bảo quản như thế nào nhỉ? Có cần cho vào tủ lạnh không? Và rất là nhiều những cái câu hỏi tương tự thì Thu làm video này để giải đáp cho các chị em là chúng ta sẽ bảo quản Saffron như thế nào nhé. Thì trong suốt một cái quá trình sử dụng Saffron và tư vấn Saffron cho các chị em, và cũng khá nhiều chị em ấy cũng là vì lần đầu sử dụng, thế nên là cũng chưa biết cách là bảo quản Saffron sao cho hợp lý. Thực chất nhá, thì cái Saffron nguyên sợi ấy, khi mà được đưa đến tay của mọi người dùng thì đã được sấy lạnh để dễ dàng sử dụng và bảo quản tối đa các vitamin cũng như là các dưỡng chất có trong sợi Saffron nhị hoa nghệ tây. Và do đó thì nếu mà mọi người dùng Saffron thì hãy bỏ vào trong tủ lạnh. Như Thu thì Thu để vào nơi thoáng mát, nhưng mà có những cái thời điểm mà Thu để rất là nhiều Saffron ở nhà thì những cái lọ mà Thu chưa dùng tới thì Thu sẽ để vào trong tủ lạnh để cho các sợi nhị hoa nghệ tây nó được tươi hơn, giòn và dùng được lâu nhất có thể. Và Saffron ấy thì đã những cái loại mà đã được sấy lạnh thì nó có hạn sử dụng rất là lâu, tức là phải tầm 2 năm. Tuy nhiên ấy thì nếu như mà mọi người không bảo quản đúng cách thì chắc chắn sẽ khiến cho Saffron nó bị ỉu đi, hay là nó bị xuống màu và nó sẽ bị bay mất những cái dưỡng chất. Thế nên ấy là nếu mà chúng ta đang ở những nơi có khí hậu nóng ẩm, nhiệt đới và độ ẩm cao như ở Việt Nam thì chắc chắn là mọi người sẽ phải bảo quản Saffron cho Thu ở nơi khô ráo này, thoáng mát này. Và nếu mà những cái lọ Saffron nào mà mọi người chưa dùng tới thì mọi người có thể cho vào tủ lạnh nhé. Còn nếu như mà Saffron ấy đã ngâm vào trong mật ong rồi thì Thu hay có một cái hũ mật ong ngâm với đông trùng với Saffron, thì 2g Saffron này thì Thu sẽ xay ra, hoặc là với những chị em nào mà không thích xay ra thì mọi người sẽ để nguyên 2g này cho vào cái hũ mật ong đó, và mọi người sẽ để cho Thu ở nơi thật là khô ráo này, thoáng mát này và tránh ánh nắng trực tiếp là được, chứ chúng ta sẽ không cần phải cho vào tủ lạnh nữa, vì khi mà cho vào tủ ấy thì nó sẽ làm cho cái mật ong và Saffron của chúng ta bị vón cục và rất là khó để khuấy đều. Và đây chính là cái cách mà Thu đã bảo quản Saffron hàng ngày, thì các chị em cũng có thể là áp dụng theo. Và mọi người yên tâm ấy là khi sử dụng Saffron một thời gian thì mọi người sẽ thấy là da của mình rất là đẹp và cái nội tiết của chúng ta cũng ổn định nữa. Cảm ơn các chị em và nhớ follow Thu để biết thêm nhiều những cái bí quyết về chăm sóc sức khỏe cũng như là làm đẹp nhé.